change your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the slowly lilying land. Now I understand what you try to say to me and how you suffer for your sanity and how you try to set them free. They will not listen, they do not know how. Perhaps they listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds and violet tails, with flexing wings and sighs of trident blue. Changing hue, morning fields of amber gray, weather faces light in pain, a suit beneath the artist's loving hand. Now I understand what you try. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Trong ngày hôm nay thì em cũng sẽ tiến hành test tất cả những cái sản phẩm mà về hàng trong lô hàng ngày hôm qua, những sản phẩm còn lại mà ngày hôm qua chưa làm hết được. Như đã giới thiệu tới các bác ở trong video lần trước thì bộ GVC NXVK30 vẫn còn một bộ nữa với hình thức không có thùng xốp, tuy nhiên đẹp xuất sắc và đầy đủ phụ kiện. Trong video này thì cũng làm luôn clip để các bác ở xa có thể nắm bắt được hình thức của thiết bị cũng như là những cái tính năng trang bị trên cái bộ dàn mini này để các bác cùng đưa ra quyết định mua hàng. Đây là hình thức của GVC NXVK30, bộ còn lại của bên em. Bộ này thì em đánh giá khoảng 98%, đẹp, rất đẹp luôn các bác nhá. Và sẽ giúp các bác có thể giải trí cũng như chơi nhạc ở trong những không gian khoảng từ 15m² trở lại với các nguồn nhạc như là CD, USB và Bluetooth. Phụ kiện về hàng của GVC NXVK30 thì sẽ bao gồm khiển zin này, anten này, dây nguồn và cái catalog hướng dẫn sử dụng. Các bác có thể nhìn thấy cái góc cạnh của máy thì cực đẹp luôn, nhưng ở trên mặt lưng ở giữa này có một cái vết xước dọc này. Tuy nhiên cái vết xước này nó chạy ngang theo cái chiều máy với cái vân gỗ nên cũng khó nhìn với dưới cái ánh điện. Và vì nó không bị xước dọc nên nó chỉ xước ngang nên cũng không ảnh hưởng đến chất âm cả. Và như đã chia sẻ với các bác ở trong rất nhiều những cái video trước, đó là cái dòng máy GVC VK30 của bên em ấy thì sẽ có cái thiết kế dạng đài nằm, và cái mặt trước của nó sẽ được làm bằng một tấm nhôm xước màu vàng, hai bên phần e khang bằng lỗ đây này thì các bác sẽ có bên trong một cổ loa toàn giải màng giấy đường kính 6cm các bác nhá, màng toàn giải màng giấy đường kính 6cm. Màn hình hiển thị của GVC VK30 sẽ có màu xanh dương và các bác sẽ có một cái khay đĩa màu đen ở rất là nhỏ ở giữa đây, được làm tách biệt màu với cái nền background màu vàng để tạo cái điểm nhấn và cái điểm khỏe khoắn cho cái bộ dàn. Nếu mà chúng ta làm cùng màu thì trông nó sẽ bị bệt xuống, trông nó không nổi lên. Ví dụ như những cái nút tùy chỉnh này này, những nút tùy chỉnh này họ cũng làm với cái màu chrome sáng để cho nó thoát hẳn với cái màu background về mặt nhôm này, để cho cái bộ dàn nó sẽ cứng cáp và nó sẽ cái điểm nhấn nhá hơn. Bộ này thì rất nhiều khách hàng của bên em đang sử dụng các bác nhá. Nói chung là cũng đưa về để cách đây khoảng một tháng trước bắt đầu rục dịch đưa cái bộ này về. Đến thời điểm hiện tại thì em cũng đã bán gần 20 bộ này rồi. Rất nhiều khách hàng này, nếu mà nói về những cái sản phẩm đồ cũ tại Nhật mà mới về hàng, mới đưa về tại shop một tháng mà đã bán tới gần 20 bộ thì là tương đối nhiều đấy. Và chúng ta sẽ có cái hệ thống nút tùy chỉnh của máy ở đây. Chúng ta sẽ có USB, có CD, có Bluetooth và có FM. Nói chung bộ này thì sẽ chơi có dây và không dây cho các bác. Và đặc biệt bộ này thì em thấy là những dân văn phòng
hoặc là các bác mua trong phòng ngủ rất phù hợp. Và cái hay, cái điểm hay của cái giới chơi nhạc của chúng ta, em cũng gặp rất là nhiều anh em đến đây mua DAC và cũng có ngắm nghía những cái bộ dàn mini của bên em và sẽ đầu tư thêm cho phòng ngủ. Tại vì khi anh em đã nghe nhạc quen ở phòng khách thì anh em cũng có, các bác cũng có muốn bày biện thêm ở phòng ngủ một bộ xinh xinh mini nghe ban đêm du dương. Và nếu mà các bác có cái nhu cầu như này thì hãy liên hệ tới Thanh Tâm Audio, chuyên dàn âm thanh mini và DAC giải mã các bác nhé. Thank you.
Bạn nào quan tâm tới bộ sản phẩm mini GVC NXVK30 có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.